Cảm ơn anh. Rồi. Đây. Đây cầm cầm gì đó, cầm gì. Vô tay nữa. Có rồi. Cái lỏng tay nha. Đồng nha, đồng để mà lại không có tay kìa. Em tính cả người này. Ờ giờ vậy cũng xa đó, giờ cũng xa. Đó. Rồi. Rồi sau khi mình làm xong đó, mọi người nhìn nè. Mình sẽ lấy cái tay này mình để ngay đây. Rồi tay này mình nắm cái bàn này đi. Rồi mình gặt nhẹ nhẹ nhẹ. Đó, rồi gặt nhẹ nhẹ, rồi bẻ cái. Đừng bẻ bằng quay vậy ta. Rồi, không quay vậy, không quay. Này, vậy này. Nắm chặt vô nè. Đó, vậy đó. Nắm tay tròn vô. Tay như bẻ lòi tay, bẻ lòi tay, làm sao bây giờ đang làm mấy người này rồi hết rồi, tiếp chơi xong chưa? Rồi sau khi mình làm rồi bây giờ mình nắm hai ngón tay, mình nắm ngay cái điểm ngón này, hai ngón này hết rồi mình dậy, dậy nhẹ nhẹ, ok, rồi dậy, đúng rồi, rồi dậy, dậy cái mình vũ cái tay, à đúng rồi đó, ba hai chính giữa nó nằm ngay chính chỗ chính giữa không? Em đứng người kia quay chứ đừng có nó bị tung xa lên. Thầy cho em hỏi có phải là nó nằm ngay chính giữa? Đúng rồi em, đúng rồi đó, em đã đứng rồi đó, là đúng rồi đó, dậy hả thầy? Đúng rồi, rồi dậy, rồi chưa? Đó. Đó. Mềm. Ông tay ta không thầy? Một tay trước hay là tay tay đây nó nè nè hai bên thấy chưa nè thấy không đó con kêu cơ cục rồi ok xong chưa rồi bây giờ sau khi xong rồi mình ra ngoài sao tắt lại sao phải nha, để từ từ nha, đừng nóng đánh, để lại vô bắt nóng cái này đây rồi không bắt bắt đưa ra đi nóng đi cái này đây ôm vô giờ các bạn cao ơi không rồi nắm như này à, để kéo lên dựa ngực vô không có kéo dựa lên thì đừng nghe đó rồi dựa ngực kéo không phải đây thôi thôi đây các bạn nhìn nè đây cái bà bắt mưa thấp quá đây mọi người nhìn đây nha và khi mà để cái tay á mình để mình đặt như này thấy chưa à, để tôi mà cái ngực phải ép vô trong cái bài ta để cho ta nghe này nghe nha không cần gồng đây nè rồi cái tay đây nhìn nè thấy chưa ok rồi làm đi nghe nó dở tay cho thấy dễ chịu liền ha đúng rồi đó rồi em dựa vô rồi kéo lên đó thấy chưa rồi okay, ăn rồi đây rồi đây em để tay vô rồi em sáng giờ rồi kéo lên đúng rồi rồi kéo vui sáng người đây kéo lên đó em làm được chưa nghe ngon rồi ha ơi được sáng giờ đó rồi kéo lên đúng rồi em nhấn kéo mày đi qua rồi kéo lên đúng rồi anh gọi này kia rồi nắm được rồi cái này mình vô đó rồi cái này rồi cái này rồi cái này rồi cái này cái nó làm biết trong bị nư rồi cái này mà đổ hai bên luôn chứ này
nè mọi người nhìn nè, bộ cao quá nè, đây 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 mọi người nhìn nha, rồi là tôi đặt hai cái tay này tôi nắm kéo này, thấy chưa, nè đây nè, thấy không, thấy chưa, đó vậy thôi, dạ thôi, đây nè, rồi ok từng một lên đây nạp bạn. Rồi. Nhớ nha là mọi người đứng ngoài sau đi cho gì đứng ngoài, mọi người đứng sau này. Rồi cái món này á để nó lót lên ngồi lên rồi ngồi lên đem. Rồi cái bài này á là mọi người khoan kéo nha, cái này để từ từ mọi người mà kéo cái tiêu rồi rồi nhớ cái đầu năm cổ rồi thằng cổ em ôm đi mày theo. Rồi. Rồi em đứng em biết là đứng đứng ngồi lên đi. Rồi. Anh đứng lên rồi đó. Em bị là cái gì cái lưng hả? À, rồi cái lưng em quay qua đây. Rồi. Cái này thì mọi người sẽ học sao nha. Rồi vừa nãy con lấy ra này. Rồi. Ok. Được rồi. Nha. Thì cái cách của nó đi ra đây đó. Cái chân á thường là phải rộng ra vậy. Thấy chưa? Để mình cho cái đầu gối này nó hạ xuống vậy. Đó, nghe. Rồi. Rồi, quay vô đi em. Rồi, xin quay đây. Bài này là bài cao cấp rồi. Bài này là hơi chậm chút. Em nắm chặt này lại. Đó. Rồi, 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 giờ em đứng dậy đi, em qua đây đi. Rồi em coi duỗi ngồi lên đi xuống coi nó khác chưa đỡ chưa. À, chưa biết ha, nhưng mà thấy dễ chịu không? Rồi, ok, rồi tiếp cái người thứ hai. Rồi, em lên em đè ổng đi. À, đó, được rồi. Rồi, ok. Rồi. Rồi, ông bị cái gì? Bị tê tay, tê tịch. Được rồi, giờ được rồi, bây giờ thôi ông ngồi vậy kêu ông kia coi coi tay này có bớt chưa. Rồi, thôi ông có về bớt cho cái tay chưa. Đó, có đỡ chưa? Đấy, cho thầy làm đổi cái. Rồi, đỡ rồi, cho ngồi đi. Để em, cho chắc ăn. Bởi vì khi mà mình kéo cái, ngồi xuống đây, ngồi đây, đuôi lưng ra đây. Ngồi xuống, ngồi tiếp lên, ngồi xuống lên. Giờ cái gì anh quỳ đó. Rồi, thì cái cổ của anh á, là nãy mình, khi mình làm ra đó, thì nó giãn rồi cho nên bớt cái tê tay liền. Bây giờ mình cái động tác này mọi người cũng đừng bắt chước nha. Đây tôi chỉnh lại cái cột sống cổ cho nó lên chút. À, rồi nói ông thư giãn mềm lên điện rộng. Rồi thấy chưa? Nghe cột chưa? Em tránh ra đi vô quay. Nghe cột rồi ha? Vô rồi. Rồi, thì bây giờ là anh sướng lắm rồi, giờ nó anh bước xuống rồi. Rồi, bây giờ nó giơ tay coi tê chân rồi sao được ngon lành chưa? Ốc sao quá xin này. Đấy, ok. Rồi, tiếp thứ ba. Điều nổi không vậy? Không nổi hả? Rồi, người nào mạnh mạnh lên. Em đã mạnh mạnh. Thôi, em đi chứ. Người. Coi vậy ngồi đi. Đó. Đó, vậy đó. Rồi, ngồi vậy đi. Nghe cái rắc luôn. Rồi, bây giờ cô này là bị cái cổ với cái gì nè. Đỡ rồi. Cái lưng rồi, nằm xuống. Mà khi mà nghe cái rắc mà nghe cả cái lưng nó cũng rãng luôn đó. Rồi, để ra. Mọi người thấy không? Cái chân mình phải để bóp ra chút ha. Ok.
Rồi, em nắm cái này đi. Nắm chặt cái đó. Ok. Này chú ý nha. Đã chưa? Ngay ngất luôn. Không lên lời luôn. Ok, rồi, bây giờ ngồi dậy đi, thử động coi ngon lành chưa? Dạ, cái cổ hết. Hết rồi hả? Cổ giờ thấy nhẹ nhàng rồi hả? Nhưng mà cái lưng á, cái lưng ngay ở đây thầy thường hay không có cái lực không có vô á, là phải massage nó mới vô được, còn không thôi là khi mà cái lực nó không vô là mình nghe giống như cái đầu mình nó hay dễ bị quay quay đó. Đúng rồi, nhưng mà nãy tôi kéo ra rồi. Dạ. Nãy ra rồi, còn muốn thêm nó lại qua đây nè. Dạ. Qua đây. Nè. Thì cái tư thế này em quay qua đây để cho nó nắm đang cho đây vô tay trái vô nè. Rồi đây nha, em luồn cái tay ở đây không có lôi anh nhìn này nha, anh nhìn cách tôi làm mọi người đi học ha. À, thấy chưa, thấy không, mình dở về thấy chưa, đó là nắm như nào rồi bắt đầu dở lên nè. Ok. Đã gì đâu. Nửa được rồi ha. Tới đâu rồi ha. Ok. Rồi. Cảm ơn. Rồi. Tiếp. Đây. Nằm xuống đi. Cổ lệch nha. Lỏng nha. Kêu. Em ngồi xuống cái nó chạy. Ngồi lên đi, ngồi lên. Ngồi lên. Đấy, nó gãy chân. Hả? Vậy mới được. Rồi, em ngồi dậy đi. Rồi ngồi lên, ngồi lên. Rồi quay ra đi. Up. Rồi. Nghe không? Ôi trời, gồng. Tiếng gồng, tiếng gồng. Em thư giãn, thư giãn. Thả lỏng rồi. Xin cái gì khác đi. Làm lại nha. Vô rồi. Ok. Rồi. Thôi. Xong rồi. Rồi bước xuống rồi nghe dễ chịu chưa? Tôi vẫn hơi đau đau. À, rồi sẽ làm tiếp sao? Ok. Rồi xin mời tiếp chị em. Chị là lưng là cổ luôn đúng không? Rồi chị nằm đi. Rồi mượn lựa một người thôi thôi không? Ông nhẹ quá, ông là phải cầm chân được. Tăng thêm ký lô. Ok. Nào nói gì chị? Rồi 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 rồi. Lên chút, lên chút. Lên chút. Có gì cũng cánh đâu. Lên chút. Lên chút. Lên chút. Lên chút. Rồi xuống. Rồi, trong bỏ ra. Rồi, khoan khoan. Còn nắm chân kéo lời được rồi nha, thầy. Không được, nó được rồi. Dạ, tại vì coi đây. Đó, ok. Rồi, yên lặng, yên lặng. Nghe chưa? Nghe lạ ha. Nó hiểu qua đây. Up. Quá chín rồi đây. Lên đi. Đưa ra. Ok, rồi đứng dậy đi. Rồi cử động coi sao. Đứng ra không như lại đi, tôi làm cái cổ đi cho anh hết luôn. Ngồi luôn, ngồi xích ra đi. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống, xích cái lưng quay lên rồi. Rồi, quay đây đó, ok. Nghe đây rồi, được rồi.
đó, đúng rồi đó, khổ vậy đó. Ồ, ồ. Rồi mềm. Ai ơi. Ra rồi. Bước xuống đi, nghe xíu chưa? Rồi ok. Rồi, rồi ok. Rồi xong rồi ha. Dung nào, sớm lên. Chưa làm, mãi, không, mãi, mãi. Không, mãi, bà đã có làm chưa? Chưa, chưa, rồi, xin cảm ơn. Ủa, người dân sao gì không chịu vô mà. Quậy, quậy. Nhưng mà nãy ngoại chưa có làm. Chưa, chưa, chưa. Chưa, chưa, chưa. Chưa, chưa, chưa. Chưa, chưa, rồi anh cái lưng cái bị không? Rồi 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 qua đây năm năm mươi đứng bu da đã rồi. Đây nắm chặt nó xuống đây. Ô đào đúng là rớt đúng ngày đó ha. Rồi, mềm, cổ mềm. Em bị gồng thả lỏng ra. Cái gì gồng đó? Thả lỏng ra. Thả lỏng ra. Rồi, có trở điều đây. Thả lỏng ra em làm gì đâu được. Thả lỏng em. Nè, cứng lắm. Thả lỏng ra. Bình thường đó, thầy uống xem uống dung được đường lại cái cổ sao theo cái gì đó sao nhé, năm cái gãy của mình sợ nhất đó đúng rồi, nó mềm vậy đó đó thấy không, gồng chi vậy, sợ nữa chứ không biết gồng chắc sợ rồi thôi. Cảm ơn lưng mình chờ cái gan dưới cổ. Tại vì á là khi mình bị cái lưng á thì nó sẽ bị cái cổ. Rồi rồi hồi nãy là những người mà bị mình bị cái gì đó cái cổ đó thì bây giờ mình chịu khó là tối mình cũng mua đá mình chờ luôn. Nha, lúc nữa là tính. Bây giờ còn ai bị nữa giơ tay lên. Ai bị cái cổ gáy á? Cổ gáy 1 nè. 2 3 4 5. Thì những người đứng cổ gáy đứng ở đây đi. Đứng đi. Đi, chị ra luôn đi. Ra luôn đi. Ra luôn, đứng lên đi. Thôi ra luôn đi. Rồi, đứng lên đi. Ra đi, ra đi. Không có, đứng ngay vậy, đứng ngay như nãy vậy đó. Rồi, em lên. Rồi, đứng lên. Mọi người người nào bị ra đứng đi. Làm luôn. Cái lưng có bị không thầy? Cái lưng có chữa không thầy? Chữa luôn. Đi em làm cổ, làm lưng luôn. Rồi. Rồi, vậy là được mấy người, 2, 4, 6 người. Vậy là thầy thuốc đâu? Con nữa, còn một người nữa. Đúng rồi, vậy chỉ sao ơi. Không có, làm luôn cũng được. Để coi đủ. Rồi, đau lưng là mình đã đứng luôn. Rồi, em đứng như vậy nè. Đó, rồi bây giờ ai làm thầy thuốc? Rồi. Quay nữa. Quay nữa. Rồi bác đi, bác chữa đi, bác lo đi. Bác lo đi. Bác lo thầy thuốc luôn. Đó. Ở đây con ấy sao cho để làm cho mọi người. Rồi em làm mọi người. Em làm sao. Rồi, bây giờ bác vô đi bác. Rồi em làm cho bác này. Rồi, bác ơi vô đi bác. Bác vô bác chữa cho gì này. Rồi, đúng chưa? 2, 4, 5, 2, 4, 5 được rồi. Còn ai nữa? Rồi vô đó. Rồi. Anh đang dành chữ chị nè. À được rồi. Rồi, 1 2 3 4. Rồi. 5.
rồi rồi dạ rồi bây giờ mình chơi luôn không có vô đi tôi đứng chơi với con này chứ. Rồi xin vô nè rồi rồi bắt đầu chữa đi rồi nhớ chưa đây rồi nên rồi nắm đất này thấy chưa nghe cổ không thấy chưa đó đúng rồi đúng rồi lắc đều nó không sao đâu cần kêu nguy hiểm á kêu là tay nặng á đã chẳng gì muốn gãy kêu lắm rồi làm đi rồi xong chưa nắm cổ tay rồi em xoay nhưng mà nhớ là mốt mình phải cắt nắm tay để dài quá rồi cái tay này cái không tay này bắt nắm ở đây tay này bắt nắm ở đây nắm phải nắm gì thì nắm nãy là được rồi rồi đây đây anh cũng xay xay cái này nè ở đây nè ha rồi nè nhìn nè đây nè đó thấy chưa rồi đây đây ông có gì về vũ tay vũ tay ông đưa từ bình tĩnh rồi nắm đây rồi cái này nắm ở đây đó rồi vũ rồi vũ anh làm sao không vũ đang về nè rồi được chưa? Còn cái này vừa. Đó rồi, đúng rồi. Em làm nắm cái này vừa đây nè. Nè rồi. Em làm mềm. Mềm rồi em vũ cái. Vũ. Đó. Rồi cái này. Được chưa? Rồi. Nhìn này nha. À, khi đó mình để cái tay người ta lên đây mà cứ đừng có để này đúng cái này ha xích ra đây này nhìn này. Nè đứng ngoài sao đi đứng ngoài sao làm đi em đứng ngoài sao nè mọi người nhìn này nha ha khi mà tôi để cái tay này đây tôi lấy hai cái tay tôi đặt cái này mà cái ngực mình phải ép sát vô người ta ha đó gặt vô đây không ok lên nhìn nè đó kêu đó thấy không như vậy là ok rồi đúng rồi đó cái này cao quá không làm cao quá cao mới được đó nghe không cao không nghe không đó, em làm đi được chưa? Rồi, ok. Xong rồi, bây giờ bắt đầu thượng đài. Mở lên thượng đài mở không? Chưa có dịch gì. Ờ, dịch gì được chứ? Anh làm lại cho làm đi. Ngại quá. Trong cái gì đâu? Gì nữa chứ? Rồi, em ép ngược vô. Ngược vô, ngược vô. Ngược vô. Kết. Đúng. Rồi. Đây, đây. Đây vô nè, thấy chưa? Em nắm vậy ha. Em tỉ vợ không. Thấy chưa? Xong rồi. Ok, đứng đây. Rồi, cầm chị. Tay em vào rồi cầm chị. Rồi, xin mời. Rồi, em. Bớt, bớt. Hai người dễ ngồi đau lắm. Rồi. Ok, được. Nhìn nha. Nhìn chặt thôi. Đã nè.
bị cái cổ với cái lưng ha. Rồi quay qua đây. Bả đã nghe hết. Rồi, nắm về nha. Nghe cụm chưa? Đâu đâu, đừng gồng, đừng gồng. Đừng gồng. Tay đó là không, đừng gồng. Thấy cái tay không? Đi, hắn ra đây. Bả để tự nhiên á. Không, đừng gồng đây. Thôi vậy đó. Bả đừng thể té, tôi đi dịnh mà. Quay qua đây. Ừ. Đây nhìn nè. Cái hẳn ra. Đó. Nè. Cái tay này mình đặt ở đây. Thấy chưa? Cái này giữa cái mông này. Nè. Nè, cùng một lúc. Cái này đẩy, cái này đẩy xuống mông này, đây đây. Thấy chưa? Đó. Vậy thôi. Rồi. Ngồi vậy. Đã chưa? Ok. Đã ha. Sao? Đang sướng chưa nói. Rồi, xin mời tiếp. Cái tiếp chứ. Rồi, gì? Xong đó. Rồi. Rồi, chữ nha. Đã hả? Nè, sướng gì đâu. Rồi, nắm chặt cái này đi. Rồi, ok. Nghe rắc nè. Rồi, tiếp, mời tiếp. Nghe cái rốt cái nghe đã gì đâu ha. Đi thẳng ra. Đó. Cái này co lại, cái này ok.
Rồi, 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 thấy ai. Thẳng chân ra chị trời. Thẳng chân ra chị, thẳng chân ra. Chưa hả? Tiếp tục. Khỏe mọi người mà mệt tôi. Mọi người khỏe tôi mệt hết. Lần lần luôn. Ô, đừng cố gắng lấy nha. Thả lỏng, thả lỏng. Thả lỏng ra. Thả lỏng chị. Ok. Thôi nha, vừa rồi. Chờ chờ cái cổ. Chưa còn chiều nữa mà. Mềm. Mềm cổ. 43 mới làm cái gì hả? Mềm nữa chứ, suy nghĩ tới chuyện khác, nghĩ tới cái cổ. Thả lỏng, thả lỏng ra chị. Ồ. Thả ra nữa. Ồ. Chiều, chiều. Còn chiều nữa. Còn chiều nữa. Còn chiều nữa. Chị, 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 chị. Hai người. Hai người. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.